Vậy chỉ một câu sao em cứ hỏi anh hoài. Này anh yêu ơi, vì sao anh yêu em và tình yêu anh trao em thật khó. Đừng hỏi như thế sẽ làm anh buồn, vì tình yêu anh trao em luôn thật lòng. Đừng nghe ai kia hoài nghi anh nghe em. Này em ơi, xin hãy tin anh. Vì sao anh yêu em, anh sẽ không trả lời được. Anh không biết đâu người ơi, vì khi vắng em anh rất buồn. Anh không thể sống thiếu em đâu người ơi. Đừng hỏi vì sao anh yêu em, chỉ khiến anh thêm nghẹn lời. Anh chỉ biết anh cần em. Đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, vì anh yêu tất cả con người em. Sao em cứ hỏi anh hoài. Đừng hỏi như thế sẽ làm anh buồn, vì tình yêu anh trao em luôn thật lòng. Đừng nghe ai kia hoài nghi anh nghe em. Này em ơi, xin hãy tin anh. Hỏi vì sao anh yêu em, anh sẽ không trả lời được. Anh không biết đâu người ơi, vì khi vắng em anh rất buồn. Anh không thể sống thiếu em đâu người ơi. Đừng hỏi vì sao anh yêu em, chỉ khiến anh thêm nghẹn lời. Anh chỉ biết anh cần em. Đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, vì anh yêu tất cả con người em. Đừng hỏi vì sao anh yêu em, anh sẽ không trả lời được. Anh không biết đâu người ơi, vì khi vắng em anh rất buồn. Anh không thể sống thiếu em đâu người ơi. Đừng hỏi vì sao anh yêu em, chỉ khiến anh thêm nghẹn lời. Anh chỉ biết anh cần em. Đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, vì anh yêu tất cả con người em. Đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, vì anh yêu tất cả con người em.
quê. Chú rể cô dâu đẹp như trăng rằm vừa lên, ngừng câu chúc mừng sẽ không bao giờ nhạt phai. Ô thì cây mai bên nào lung linh đóa hoa đồng tình ai. Kia ra và xem bên nhà người tấm quá đông, ngày vui chào cao ly rượu mừng đôi gái trai. Xôn xao đôi đũa cao sang thay nhau gà đầy mâm, câu mời đại tiệc lần đầu chúc dâu rể tròn
giá là nhiều. Trăm năm duyên tình vững bền, tình bao cũng tròn đời câu sắc son nào quay. Tương lai chung một đường đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trên miệng vơi vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con tim đầu lòng là một bé trai thật và tại phòng cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi có bố trí trên 500 chỗ ngồi để đón đoàn phạm con dâu của gia đình họ nhà trai, bố trí những chỗ ngồi đẹp nhất để đón tiếp phái đoàn con dâu của gia đình họ nhà trai bằng một cách long trọng và trang nhất. Về ban tổ chức chúng tôi đề nghị ban lễ tân của gia đình họ nhà gái chúng ta cũng chuẩn bị tốt công tác đón tiếp phái đoàn con dâu của gia đình họ đến để xem cô dâu, đến để mừng chú rể, đến để chứng kiến một tình yêu vô cùng hợp lý. Một tình yêu biểu quý vị tân khách cùng các bạn trẻ nam nữ thanh niên hãy trở lại tại phòng cưới phòng trà ổn định chỗ ngồi để chính thức từ buổi lễ vu quy cho duyên mới bạn trẻ ngày hôm nay. Và xin mời chú rể hãy ngồi tại ghế danh dự của mình để chuẩn bị làm lễ vu quy cho duyên mới cho bạn trẻ ngày hôm nay. Xin mời chú rể. Ăn miếng trầu cho tô thắm mát đỏ cô dâu và rồi nữa ba được Hãy subscribe cho
Chúng tôi để mời các cô, các bà biết chào trong tháng ngoài tôi nữa. Và thứ chúng tôi xin được chào kính mời các cô, các bà, các quý vị đại biểu, quý vị công tác tươi như nước cũng kiểm tra để mừng ngày phúc cho cô dâu cũng như tất cả tuổi lễ phu phi gia đình mới cho bài giảng ngày hôm nay. Hiện nay đang với anh nghe cháu xây dựng gia đình, cháu cha là điện về là gửi chúc trên điện thoại mở máy nghe đúng giờ nhưng mà đến các bạn trai, các bạn gái của cô dâu, chú rể đang sống và làm việc tại nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đều có thể gửi những thông điệp chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và vinh dự hơn hôm nay, cho đôi bạn trẻ có một linh mục tận nước ngoài cũng có gửi những thông điệp chúc mừng và bán phần lành cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Tháng 5 năm 2009, tức ngày 22 tháng 4 năm Kỷ Sửu. Đây là ngày lành tháng đẹp, được sự nhất trí của chính quyền địa phương đuôi nương chọn ngày lành tháng đẹp để xây dựng hạnh phúc bên nhau. Cho đến giờ phút này đã đến giờ vàng giờ ngọc, giờ của muôn hoa đua nở mừng hạnh phúc, luôn lúc gần xa đến mừng duyên. Trong phép tươi bắt đầu và đề nghị hội hôn chúng ta hãy lộn một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Đại diện của gia đình Hòa Nhật Trai đã ra tại phòng máy phòng trà để phát biểu trước các cụ công các bà để chúc mừng hạnh phúc cho con cháu mình. Và ban tổ chức chúng tôi đề nghị hội hôn hãy lộ một tràng pháo tay thật để cảm ơn tới sự đại diện phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện gia đình Hòa Nhật Trai. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều và xin trân trọng kính mời bác. Được sự giới thiệu của nhà gái, tôi xin thay mặt Hòa Nhật Trai xin có một số ý kiến trong ngày lễ đại thành hôn cho hai cháu Trung và cháu Cúc. Trước hết tôi xin kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể hai họ nhà trai nhà gái cùng tất cả các bạn nam nữ của hai cháu Trung và Cúc. Cây trầu đại vấn tranh ngày hôm qua đã được các cụ, các ông, các bà họ nhà gái chấp nhận. Và cũng ngày giờ này, bằng giờ ngày hôm qua chúng tôi có mặt chúng tôi đem cây trầu đón cháu Cúc về làm vợ trăm năm của anh Trung, cũng như là dâu con của bà Bách và cả quý hội hôn hôm nay một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe và mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Xin cảm ơn.
Thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn tới lời phát biểu đại diện của bác trưởng đoàn đại diện phát biểu và nhận lễ xin lót dâu của gia đình họ nhà trai, xin trân trọng kính mời bác. Và đề nghị hồi hôn chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để cảm ơn sự có mặt đại diện phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện của gia đình họ nhà trai chúng ta. Tôi xin cảm ơn hồi hôn rất nhiều, xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa hai cụ phụ mẫu thân sinh ra ông Định và bà, kính thưa các cụ bậc phụ mẫu của ông bà Định, được sự ủy quyền và cậy sở cậy của ông bà Định, có cậy nhờ họ Ngạc chúng tôi và tôi là trưởng họ của gia đình và Định Bằng, xin thay mặt cho gia đình cũng như ông bà phụ mẫu của ông bà Định là có lời kính chúc sức khỏe họ nhà trai cũng như toàn thể hội hôn, xin tất cả ra một tràng vỗ tay nhiệt liệt và cũng là ngày vui, là ngày hạnh phúc của các cháu. Xin họ nhà trai và tiếp nhận những lời và ý kiến của họ, của ông đại diện cho gia đình nhà trai, và tôi cũng xin thay mặt ông bà Định và họ Mạc gia đình xin nhận cháu chung làm con rể của lâu dài của ông bà Định cũng như họ Mạc chúng tôi. Để các cụ, các bà, quý vị đại biểu, quý vị tân khách để chúc mừng hạnh phúc cho đoàn trẻ ngày hôm nay, xin mời chú rể hãy vào đón cô dâu ra. Xin trân trọng kính mời. Cô dâu ngồi ở nơi đâu, sao không đứng dậy mà mời chầu chúng tôi? Chú rể đứng ở đâu rồi, thẹn thùng chi nữa mà còn ngồi lặng im. Quan khách ai cũng muốn nhìn xem đôi loan phượng chung tình lên duyên. Xin mời cô dâu chú rể hãy đứng dậy vào trong nhà để mời nước, mời trà các cụ công các bà cũng như quý vị đại biểu để chúc mừng hạnh phúc cho bạn trẻ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô dâu cũng như chú rể vào để các cụ công các bà chúc mừng hạnh phúc cho bạn trẻ ngày hôm nay. Và cô dâu đi trước, chú rể đi sau, kéo rắm vào áo nhau rồi lại đỏ mặt. Và xin mời. Xin mời hôn nhân thay đổi tình cảm có tay hơn để chúc mừng gia đình và đây cũng như là cô dâu chú rể nhận nhiều nhau mất mà theo ý nghĩa của bố mẹ ông Chúng tôi xin mời ông nhé. Mời ông nhé. Cha nhận là hai cháu, hai cháu là rể mới của bà. Dạ có dặn dò các cháu đôi câu, sẽ đại diện anh em có đôi lời chúc các cháu. Kính thưa các ông của bà và con bên hai họ, thì hôm nay là ngày mừng cho hai cháu sinh về đây. Thì bác của cháu đại diện cho các bác này, các cô các chú này, các anh của cháu,
mừng cho cháu một gọi là một chút gọi là làm vốn để cháu bác chỉ chúc cho các cháu là đoàn kết vui vẻ chăm lo để xây dựng gia đình hạnh phúc. Kính thưa các cụ, ông bác cụ bà, con trên hai họ, bốn bên ba chồng, kính thưa tất cả các thế này gọi là ông ai gì cũng có thể kể cho nó. Đây quý ơn thư số, bà con quê sinh hoạt nói chung, bà con quê sinh hoạt nói chung, các cháu tìm hiểu nhau qua thời gian nhất định. Đã được sự cho phép của gia đình, hôm nay ấn định là ngày gọi là ngày dành cho cháu. Ta mắt họ hàng, tôi ta còn trẻ, dân làng rất vui. Và đó ai vui nhất hôm nay, đó ai không uống mà say má hồng. Chú rể thành trưng lên đức ông chồng, cho lên dấu ngực phập phồng tôi bê. Và cho đến giờ phút này đã đến giờ vàng, giờ ngọc, giờ đẹp nhất. Và con miên bốn họ, hai gia đình đã chọn giờ để xin đón cô dâu, chú rể về tại phòng cưới, phòng trà của gia đình họ nhà trai. Và chính thức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và cho đến giờ phút này buổi lễ phục quy trao duyên mới của đôi bạn trẻ xin chính thức được kết thúc tại đây và đã thành công hết sức là tốt đẹp. Thay lời cho gia đình ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời các cụ, các bà và quan viên bốn họ hai gia đình hãy chuẩn bị lên đường đưa cô dâu cùng phái đoàn đón dâu của gia đình họ nhà trai về tại phòng cưới, phòng trà của gia đình họ nhà trai và chính thức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính mời các cụ, các bà, quý vị đại biểu dành những thời gian vàng ngọc của mình để lên đường đưa cháu, đưa con, đưa em lên đường. Ave Maria.
cho phép hai em được bước vào buổi hôn lễ thành hôn. Về một lần nữa, thay mặt cho gia đình, thay mặt cho chú rể Đức Trung, xin trân trọng kính mời tất cả các cụ ông, các cụ bà, các bác, các cô, các chú, các chị, các bạn trẻ thân em nữ của con gái này họ cũng như bốn họ lên cấp xuyên nước xuyên chầu để bước vào buổi hôn lễ thành hôn. Một hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Đức Trung và Thu Cúc tại phòng cưới. Thắm tình dương rể, được tình dương ra. Để dự buổi hôn lễ thành hôn tại phòng cưới của gia đình bạn nhà trai chúng tôi ngày hôm nay còn có rất nhiều các đại biểu từng nhận được với Bình Xuyên như Hà Nội, Hà Tuyên, Hải Phòng, Quảng Nam, Đà Lạt, Đồng Văn, Phủ Lý, Bạch Hạ, Duy Tiên, Phú Xuyên. Về một lần nữa thay mặt cho gia đình, thay mặt cho chú rể Đức Trung, xin trân trọng kính mời tất cả các cụ ông, các cụ bà, các bác, các cô, các chú, các chị, các bạn trẻ xin trân trọng giới thiệu bác đại diện cho gia đình hoàng gái. Lời đầu tiên xin chúc sức khỏe và lời hồn nhiên ta xin chúc chàng pháo tay.
đội ơn Thiên Chúa, hai gia đình đã sinh ra cháu Trung và cháu Phúc đã nuôi dưỡng trưởng thành, nay đã đến tuổi kết hôn, được sự nhất trí của hai gia đình lưu ý nguyện của các cháu. Các cháu qua một thời gian tìm hiểu về học giáo lý, được cha xứ làm lễ rất long trọng. Ngày tháng tốt là cái ngày Chúa ban cho các cháu để cùng hai gia đình tổ chức cái ngày vui và cái ngày cùng hạnh phúc của các cháu. Như quê Nam Hà, họ gái chúng tôi đã tiếp nhận cháu Trung làm con gái cũng như cháu chắc trong gia tộc và họ bảo của chúng tôi, và cũng được sự lời mời của gia đình nhà trai và tôi xin đại diện gia đình định và vàng cũng như họ bảo của gia tộc đưa cháu Út về trên chúng ta được nghe qua lời phát biểu của bác đại diện cho gia đình họ nhà gái. Thật đúng là dâu ra như ruột liền bờ, bây giờ là rể, bây giờ là dâu. Nhà gái đã phát biểu rồi, nhà trai đáp lại ân tình thông gia, uống nước nhớ đến buồn sinh, chè xanh nguyên đường chén quỳnh bên nhau. Và xin trân trọng giới thiệu bác đại diện cho gia đình họ nhà trai để đáp lời của gia đình họ nhà gái. Thì cuộc hôn nhân của hai cháu Trung và Phúc thật là tuyệt vời mà cũng gần như trọn vẹn. Thế công ý kiến của đại biểu và nhà gái đã phát biểu từ ơn trên rồi đến bên công giáo là hai sứ cũng đã được gia sứ. Ngày giờ hai gia đình bà Bách và ông Định và Định thống nhất ngày hôm qua họ nhà trai chúng tôi xuống đặt cây trầu đại vân danh đã được các cụ câu các bà họ nhà gái nhận và đồng ý cũng giờ như vâng. Thì các cụ mất gia đình hoài trang chào mọi người vừa rồi. Em chúc cho đôi bạn trẻ rất chung và thu hút đặt phòng cưới của gia đình hoài trang. Yeah.
tìm nhau. Về vùng trời từ bờ để mong mơ. Điều gì đó với anh mắc xa khiến cho lòng anh biết đến đâu. Để em chơi với bước tới bên có muôn màu mắt. Điều gì đó với mái tóc sâu nhắn anh từ đây mong mãi đợi chờ. Điều gì đó với chiếc nhẫn tóc thức đêm tình bóng. Đường xá xa xôi, thật đúng là mừng hạnh phúc. Chúc tương lai tình ca chung thủy hôm nay như say như đắm tâm hồn. Chiều tà bóng ngả hoàng hôn, chia tay chỉ ngậm ngùi bước chân. Vâng, một lần nữa thay mặt cho gia đình, thay mặt cho tôi rể nước chung, xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ ông, các cụ bà, các bác, các cô, các chú, các chị, các bạn trẻ, thanh niên nữ của con kia này họ cũng bốn họ đã không quản ngại đường xá xa xôi, tôi dừng buổi lễ thành hôn tại phòng cưới của gia đình và nhà trai chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa.
xa xôi quá để biển sông cuốn trôi đi tháng năm thua hy sinh vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói nào hãy hứa đi em sẽ không hững hờ chẳng cô đơn mãi tìm cuộc tình xa xôi quá để biển sông cuốn trôi đi tháng năm thua hy sinh vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói nào hãy hứa đi em sẽ không hững hờ lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói.